Sáng ngày 7 tháng 7, công ty cổ phần Cảng Thái Hà đã tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác cảng thủy nội địa Thái Hà thuộc địa phận hai xã Trần Lý và Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân. Tới dự lễ khánh thành cảng Thái Hà có lãnh đạo cục đường thủy nội địa Bộ Giao thông Vận tải, cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, đại diện các sở ban ngành chức năng và đại diện huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân. Công ty cổ phần cảng Thái Hà được ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng thủy nội địa trên sông Hồng tại xã Trần Lý và xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân theo quyết định số 458 ngày 15 tháng 3 năm 2019. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư số 603 ngày 12 2 tháng 5 năm 2022. Cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 của cảng Thái Hà có tổng diện tích 9,3 ha, chiều dài cầu tàu 750 m được bố trí 4 cầu tàu có thể tiếp đón được tàu biển cầu SB có tải trọng đến 3.500 tấn, hệ thống cầu chân đế tiền phương có sức cầu từ 35 đến 45 tấn, xe nâng container restructer có sức nâng 45 tấn và các trang thiết bị khai thác, xếp dỡ, vận chuyển, được đầu tư bài bản, thiết bị hiện đại có thể đáp ứng được mọi yêu cầu để khai thác các mặt hàng hóa, thiết bị, hàng rời, hàng tổng hợp và hàng container. Cùng với đó là hệ thống trạm cân kho bãi cũng được chú trọng đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu, xà lan ra vào cảng được thuận tiện nhanh chóng. Cảng Thái Hà được xây dựng ở vị trí địa lý rất thuận lợi khi nằm giữa trung tâm kết nối 4 tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hương Yên và Ninh Bình. Giao thông đường thủy nằm trong đỉnh Tam Giác, kết nối tuyến hành lang số 2 trên trục ngã ba sông Hồng và sông Luộc khu vực cảng nằm ngoài phía hạ lưu cầu Thái Hà ra cửa biển Ba Lạt, nơi có cốt luồng sâu và thủy diện rộng nên không bị ảnh hưởng tới tính không cầu Thái Hà. Không chỉ thông thuận về đường thủy, cảng Thái Hà còn nằm ở vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông đường bộ, đường sắt. Cảng nằm gần cầu Thái Hà, kết nối giữa Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, cầu Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Vị trí kết nối của cảng đi các khu công nghiệp trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận từ 22 km đến 30 km rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo công ty cổ phần Cảng Thái Hà cam kết không ngừng phát triển và tăng trưởng trên nền tảng vững chắc, đồng thời tăng cường nguồn lực, tối ưu hóa quy mô và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Cảng Thái Hà cũng đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ 4.0 vào quản lý khai thác và vận hành sản xuất sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép của các cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại tỉnh hà nam sẽ được hưởng lợi về thời gian thủ tục một cửa thuận tiện nhanh chóng giảm chi phí phát sinh do đi lại đặc biệt hơn nữa là tận thu được các nguồn thu xuất nhập khẩu về ngân sách của tỉnh để khai thác hiệu quả cảng thủy nội địa thái hà rất cần có sự quan tâm của nhà nước trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết nối nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh hà nam Nhân dịp khánh thành dự án, công ty cổ phần Cảng Thái Hà đã trao 20 xuất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trân Lý và xã Trần Hưng Đạo.